Đây là đây, cái này có cho uống thuốc nấm mà được rồi. Nhưng mà uống thuốc nấm 5 ngày mà. Cháu điện cho vậy cháu không cần à? Đây thế thì cháu ra kia được xem có Không, cầm không? cháu điện cho cậu Quân, cậu Kim Quân điện cho thằng Tuyển Nhung. Chứ cháu không điện. Điện cho bây giờ cháu điện cho cậu Quân là cậu hỏi cho nhà thằng Tuyển Nhung để mà có là cô sang với cô nấy. Không Nghe chắc rõ chưa? chắc là cháu chắc là cháu có đấy, cháu nhớ Không, là có nó. cầm mà Ừ thì về đi, bây giờ về tìm đi. có cần thuốc nấm ấy, Ừ. nấm chết Này, con kia này, nó con ngáp kia. ấy, nhiều con ngáp này. Này, 3 ngày đầu tiệc đúng như sao băng. Ta giải cái bình cái tiệc to bằng kia, giải cái những cái bình rộng như vậy. Cô rắc rắc cái vẩy cho ăn, nó ao vào nó ăn. Con nào con đấy cô sờ diều cứ bằng này. 3 ngày đầu gì? 3 ngày đầu. Đấy, bắt đầu sang cái ngày thứ 4 là chết mấy con. Sang đến ngày thứ 5 là bắt đầu cứ dần dần đấy là cô cứ gọi cháu. Đấy, cô cứ gọi cháu thì cầm là đấy bờ no cháu cầm thang cùng với cái gum 1 gum 2 ấy, gum 2 À. ấy. N n n 2 gum 2. Vậy xong rồi là cô với đến hôm sau hết. Cô bảo mình hay nó thiêm hàn với nó ho hay nó gì. Cô cho nhá. Vậy là đi đây. Nấm phổi. Cô dừng hết những cái thuốc này cho cháu nhé. Cháu Đổ đưa cái nước gói kia thuốc đi, nấm. đổ cái nước kia đi nhé. Mà Đổ hết cái cái thuốc nước đấy bây giờ uống thuốc chả có kia. tác dụng gì đâu. Cô pha rồi, đổ đi. Đúng không? Về non đi, về non thuốc đi. Và Này. à, nếu mà không có, nếu mà cháu không cầm thì cô xuống nha chú Quân, thì chú Quân mới mua 1 cân làm gì đã uống Cân thuốc cân nấm nấm. phổi à? Và nếu mà cháu có cháu đưa, nó không có thì cô xuống đấy cô À nói. vậy thì ta vừa mới bảo chứ điện nhầm Quân hỏi thằng 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 Tuyến đi. Mà cháu đưa xuống 1 cân mà. Thì hỏi ra điện đi đi về Không, nó về đi. xem có không, đã có Ừ, thì về cháu đưa về cho không có thuốc thì nấm. bảo rằng là đưa cho cô. Cái bệnh nấm này nó hay. Mọi người vừa xem video nó là gà bị nấm phổi, thì bây giờ mọi người dùng nitazin này của Agrivet, mọi người uống cho mình rồi 5 ngày thì đàn này nó sẽ dưng chết và ổn định lại. Mọi người nhớ theo dõi và đăng ký kênh của mình nhé. Chào và hẹn gặp lại.